Đi Hoa đang có mặt tại hang kia và cò. Và ngày hôm nay đoàn của chúng tôi sẽ cùng với ban quản lý rừng trồng những cây xanh này để giống như là gieo xuống đây một mầm xanh hy vọng và để phủ xanh những không gian này lên đây. Và anh để chia sẻ một chút về cảm xúc của anh thấy đoàn của từ Hà Nội leo rừng đến đây để trồng rừng. Trước hết là cảm ơn đoàn, hy vọng là trong tương lai là các bạn ở đây tiếp tục quan tâm. Tôi tên là Thanh Thảo, hôm nay tôi đi cùng với lời đoàn đến đây để trồng cây. Tôi rất là vui và hạnh phúc vì được đặt nơi đây một cái mầm xanh hy vọng và hy vọng tất cả mọi người đều có ý thức để chung tay bảo vệ rừng và bảo vệ thiên nhiên. Bye.